Chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh. Và ngày hôm nay mình làm clip này, mình muốn chia sẻ với mọi người về một vài cái kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua trong cái quá trình làm bông cho cây sầu riêng. Thì anh chị và mọi người đang thấy đây là cái giai đoạn đầu của quá trình hình thành cái bông của cây sầu riêng. Và ở giai đoạn này là giai đoạn lú mắt cua. Thì đối với giai đoạn lú mắt cua, chúng ta cần phải để ý và lưu ý ở ba cái lưu ý cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là về cơ chế nước. Thì đối với cây sầu riêng đang ở cái giai đoạn lú mắt cua như thế này, nếu mà nói về cơ chế nước vào giai đoạn này thì chúng ta không nên can thiệp nước anh chị nhé. Đó. Nói về nước thì chúng ta sẽ không can thiệp nước. Có nghĩa là nước ở giai đoạn này chúng ta sẽ không không cần nước. Bởi vì nếu mà cái quá trình chúng ta can thiệp nước vào, nếu như cái lượng nước mà nó ít thì không sao. Nhưng nếu mà cái lượng nước mà nó nhiều á, thì từ cái mắt cua nó hình thành cái chùm bông như thế này, nó sẽ dần chuyển hóa thành những cái đọt, gọi là nó sẽ ra những cái tược và hình thành những cái chồi và những cái cành non. Do đó là nó sẽ không hình thành những cái chùm bông. Do vậy ở cái giai đoạn này chúng ta không can thiệp nước. Tuy nhiên nếu như một số vườn của anh chị nào chúng ta có lắp hệ thống phun mưa ở trên ngọn đấy, thì chúng ta vẫn có thể quay cái bát đó bình thường. Thì chúng ta sẽ quay nó một cái lượng thời gian nó rất là ít thôi chị nhé. Tại vì cái việc mà chúng ta cần ở giai đoạn này á, là chúng ta cần hãm nước. Nhưng khi mà chúng ta là sử dụng nước ở trên trên ngọn như vậy, phun mưa ở trên ngọn như vậy, thì nó lại giúp ích cho cái việc mà nhện đỏ và nấm bụi đen. Thì như vậy thì chúng ta vẫn có thể quay, nhưng mà thay vì chúng ta quay nhiều thì chúng ta có thể quay một vài phút thôi, ví dụ như 3 phút đổ lại, để chúng ta giữ cái độ ẩm ở trên trên lá mà thôi, và không để cái đất của chúng ta nó bị ướt, ẩm ướt, dẫn tới cái tình trạng là cái bông cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ trở thành là những cái chồi và những cái tược, khiến cho cái việc làm bông cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ bị thất bại. Và cái lưu ý thứ hai mình muốn nói tới với mọi người ở đây, đó là về cơ chế về phân. Thì đối với cái giai đoạn mà nó đang hình thành mắt cua như thế này, thì mọi cái công việc mà chúng ta can thiệp vào phân, kể cả phân in gốc hay là phân bón lá, thì mặc nhiên là chúng ta nên bỏ qua. Nghĩa là chúng ta sẽ không có đụng chạm tới phân, kể cả phân bón lá. Và một cái lưu ý thứ ba mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây, đó là về cái cơ đọt của chúng ta. Về cơ đọt, chúng ta quan sát cái cơ đọt cây sầu riêng của chúng ta ở giai đoạn này, nó có chuẩn bị đi cơ đọt hay không, hay nó đang im, hay là nó có những cái biểu hiện nào đó mà chúng ta cảm giác nó khác thường. Bởi vì bấy lâu nay có rất nhiều anh chị chúng ta sử dụng cái giải pháp gọi là chắn đọt hay là đốt đọt cho cây sầu riêng, mà chúng ta hay nói phổ thông gọi là hãm cái ngọn cây sầu riêng để cho nó tức và nó không đi đọt nữa. Thì chúng ta quan sát cái chồi cái ngọn cây sầu riêng của chúng ta như vậy á, nếu như mà nó có dấu hiệu nó đi đọt thì chúng ta sẽ có cái giải pháp, chúng ta sẽ can thiệp. Và nếu như không đi đọt thì chúng ta có thể an tâm một phần. Tuy nhiên chúng ta quan sát cái mắt gạo của cái ngọn cây sầu riêng của chúng ta, nếu như mà cái mắt gạo nó căng phồng lên thì đó là cái triệu chứng mà nó có thể nó sẽ có khả năng đi đọt vào đúng cái thời kỳ mà cái bông sầu riêng của chúng ta chuẩn bị nở, nó sẽ rất là nguy hiểm. Do đó anh chị chúng ta cần phải quan sát. Tuy nhiên là cái việc
vừa làm bông vừa đi đọt thì nếu như mà chúng ta có chuẩn bị kỹ và một số anh chị chúng ta có kỹ thuật và các cách làm này thì chúng ta vẫn có thể vừa làm bông vừa đi đọt bình thường. Tuy nhiên là cách làm này thì nó cũng không phải là mới, nhưng mà nó đòi hỏi là chúng ta phải có những cái thời gian chúng ta trải nghiệm nó nhiều hơn, đồng thời là chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải học hỏi những cái kiến thức của những cái người bậc tiền bối đi trước nhiều hơn, thì chúng ta vẫn có thể làm được cái quá trình là vừa đi đọt vừa làm bông cho cây sầu riêng chị nhé, chứ không nhất thiết là chúng ta phải hãm đọt. Và một cái lưu ý thứ tư, cũng không kém phần quan trọng, và mình sắp xếp cái lưu ý này là ở vị trí thứ tư, bởi vì trong những ba cái lưu ý vừa rồi thì mình sắp xếp theo cái bố cục nó quan trọng nhất. Và cái lưu ý thứ tư là một trong những cái lưu ý cũng cực kỳ quan trọng đối với giai đoạn này, đó là về tình trạng nấm khuẩn và nhện đỏ. Anh chị cô chú chúng ta quan sát cái bộ lá cây sầu riêng của chúng ta và cây sầu riêng của chúng ta, nếu như ở trên bản lá nó sẽ xuất hiện cái tình trạng bất thường, chẳng hạn như là muội đen nó nhiều, hay là đốm mắt cua, hay là bị nhện đỏ, vân vân, đại khái là như vậy. Nếu như tình trạng đó xuất hiện thì tốt nhất anh chị nên xử lý ngay, không để cái tình trạng này nó kéo dài tới cái giai đoạn mà cây sầu riêng chúng ta nó hình thành cái chùm bông và nó phân phân hóa thành là cái phân phân tầng thành cái bông sầu riêng hẳn hoàn chỉnh rồi, thì lúc đó chúng ta mới xịt thì nó cũng rất là nguy hiểm cho cái bông cây sầu riêng của chúng ta anh chị nhé. Và ở cái giai đoạn này, trong cái trường hợp mà chúng ta quan sát cái lá cây sầu riêng của chúng ta mà nó không có những cái biểu hiện lạ ở trên bản lá, ví dụ như là không xuất hiện cái tình trạng đốm mắt cua hay là than thư hay là rỉ sắp hoặc là nhện đỏ, thì đó là một điều đáng mừng. Tuy nhiên anh chị vẫn nên xịt phòng nấm để chúng ta phòng nấm có thể tấn công vào những cái chùm bông cây sầu riêng của chúng ta sau này. Và anh chị khi mà anh chị sử dụng thuốc, anh chị lưu ý là chúng ta chịu khó chúng ta tìm những cái hãng thuốc nào, những cái hoạt chất nào mà nó mát cho cây, và nó ưu tiên những cái loại nào mà nó có cái độ bám dính, gọi là cái thời gian bám dính của nó sẽ lâu hơn, do đó nó sẽ kéo dài cái tác dụng nó lâu hơn anh chị nhé. Thường thường thì ở trên thị trường hiện nay, đối với những cái dòng mà nó mát cho cây thì đại đa số anh chị để ý là cái mã hiệu của nó sau ở phía sau á, nó có mã hiệu là SV, SL hoặc là SC, thì những cái nhóm đó nó sẽ tương đối là rất là mát cho cây. Anh chị nhớ nhé, SV, SL và SC thì đó là những cái nhóm mà nó có cái tính mát cho cây. Còn trong trường hợp mà chúng ta tìm nó khó quá không ra cái dòng đó thì chúng ta mới sử dụng những cái hoạt chất mà nó có cái tính tính nóng cao, chẳng hạn như là EC, bởi vì những cái nhóm đó nó chiết xuất từ dầu hỏa, từ dầu khoáng, và những cái thành phần mà nó chiết xuất từ dầu khoáng như vậy thì nó sẽ gây tình trạng nóng cho cây, và đôi khi là cái bông sầu riêng của chúng ta nó có thể bị hư. Do vậy mà chúng ta phải lưu ý. Đây là mới là cái giai đoạn, gọi là giai đoạn thứ hai trong cái quá trình chúng ta làm bông cho cây sầu riêng thôi anh chị nhé. Nghĩa là giai đoạn một là giai đoạn mà chúng ta tiến hành, chúng ta cắt nước, vệ sinh vườn, chúng ta vệ sinh vườn, chúng ta cắt nước, và đây là giai đoạn hai là nó hình thành, gọi là lú mắt cua, và giai đoạn 3 là nó phân tầng phân hóa mầm hoa thành những cái chùm bông. Thì đây là mình quay lại review lại một số cái lưu ý chúng ta cần để cả cần biết tới ở cái giai đoạn mà cây sầu riêng chúng ta nó phân hóa, trước khi nó phân hóa mầm hoa, và cái giai đoạn này là giai đoạn hình thành mắt cua, thì chúng ta có bốn cái lưu ý đó cực kỳ quan trọng anh chị cần phải ghi nhớ để tránh cái tình trạng là hư mầm, hư bông và gây ra cái một
số cái điều đáng tiếc trong cái quá trình mà chúng ta làm bông cho cái sầu riêng. Ở đây là mình coi bằng cái điện thoại, do đó là khi mà mình nói á, là cái việc mà nó thu cái thu âm á, nó sẽ rất là yếu. Anh chị chúng ta chịu khó lắng nghe và van hết hết cỡ ha, maximum luôn. Ok, vừa rồi là clip chia sẻ về một số cái lưu ý đối với anh chị làm sầu riêng ở giai đoạn cây sầu riêng hình thành lúa mất cua. Thì nếu anh chị nào chúng ta có những cái quan điểm khác, chúng ta hãy đưa lại ở phần bình luận. Và nếu anh chị nào chúng ta quý mến thì chúng ta có thể đăng ký, like và chúng ta có thể chia sẻ cho cộng đồng về cái kênh của mình. Vâng, rất cảm ơn quý anh chị. Kính chúc anh chị chúng ta hoàn thành cái giai đoạn 2 này thành công tốt đẹp. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.